Và chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng này. Còn bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm để cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. Xin chào hai bạn. Hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để em trước và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ý ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen nhau năm. Hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Thì trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á, thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục nên em mới quyết định là em nói, thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ cũng có trực diện vô là làm bạn gái anh nha hay là có chị anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha. Dạ. Chịu đó. Là các bạn quen nhau. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó là vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huệ. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á. Rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ có một lần. 6 tháng sau. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này và anh này có chở thêm một cô nữa. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em, nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là chồng người yêu của mình á quen một người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái em tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đâu có dễ dàng buông. Cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á, thì em còn thương vợ em nhiều á, cho nên em cũng muốn thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên số đó là quay trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần 1 năm. Sống thử 1 năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. Sao mình tò mò. 4 năm rồi. Lấy. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn có. Vui có buồn có, mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm một công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2,5 triệu rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau. Chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á là do chị em lấy chồng. Là thành ra có mình em vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có. Ảnh với anh trai em bàn kế hoạch gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa, xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời ơi, lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên, đưa cho em cái phong bì. Từ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em thấy là cái cờ đó coi. Trời ơi, em hơi hụt hẫng một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Thế nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á, dạ, về cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á, cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á, ê, xong bắt đầu mắt gian gian á, dạ, là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó, dạ, nó như thế nào? Tò mò ra nó đó cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ, vợ em cũng vậy. Đó thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là cái đêm động phòng, đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á, cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5-6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Để cho vợ nói trước. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi. Ở dơ. Ở dơ. Bừa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn. Có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đắt á, do lại thành viên tròn tệ đó, do là tệ đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn mà em không tưởng tượng được luôn á, là tự nhiên lâu lâu mất cho em cục ở dơ. Rồi còn gì? Cái nữa là hời hợt lắm anh chị. Dạ, không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết, rồi lúc nào cũng sáng đó đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu tìm cái này lục lọi cái kia cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á, mượn xe cho mượn, mượn tiền chứ không phải dễ chịu. Cho mượn, mượn cái gì cũng cho mượn, không còn biết khi nào trả, không còn biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn, kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Nó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Nhiều khi nó mượn nó cho luôn lắm đó nha. Đó hồi đó tôi cũng vậy lắm, mê game trùm luôn. Anh chị tưởng tượng mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi vậy đó, mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Coi nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ. Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ chậm. Có làm cho vợ buồn? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không có mê. Thôi nói gì đó. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát em. Đúng, chơi để coi thử ảnh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá mà lo luôn phần của em, với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn, cằn nhằn cậu nhầu dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B việc C, mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A việc C, dạng vậy, cứ nhắc liên tục vậy đó, là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có luôn. Năng lượng dồi dào. Bây giờ em hết rồi. Em hết rồi mà anh cứ hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9 rưỡi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi có 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet rồi nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó trở về sau thì vợ em hay ghen lắm, giống như là bị sang chấn tâm lý luôn á. Có khi nào mà lên tận ổ lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại vì cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ nhiều lắm, nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm, tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng. Và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn vậy đó. Thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu? Kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi. Giờ là đỡ trong 10. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi. Giờ ra đa này công ty là nhắn là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói anh cho em lên công ty anh chơi chút. Vậy đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á phải không? À, nghĩ dùm hết. Ngoài Bắc á, là ông Bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhầu đi một xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận, dạ, đúng không? Sao hết. Rồi tới còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ, dạ, bớt cằn nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó, dạ, bớt dễ dãi đi, dạ, đúng không? Khó, dạ, khó lại một chút xíu. Dạ. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng, dạ, khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự, dạ, hoàn thiện, dạ, đó, dạ, để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy dạ, nên chúc đi kìa. Tôi xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thượng thảo, vui tươi, hạnh phúc, và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ, 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 cảm ơn chị. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ.